Xin chào các cô chú và anh chị. Năm cũ đã đi qua, một năm mới lại về. Tết cổ truyền của người Việt Nam không thể nào thiếu một mâm cỗ. Hôm nay hãy cùng Thanh ra vườn thực hiện một mâm cỗ Tết nha. Đường xuân tơ non khóm sơn đi à, non ba cầm em xoay tròn tháng riêng. Du xuân đi à, tớ chơi nhẹ nhẹ đi à, hạt sương cho em ướt mi à, để cho bao trời non xuân lộng. Sau đây là nguyên liệu và gia vị của Thanh gồm có một con gà, nếp, mì, lòng gà, trứng non, củ hành tím, tỏi, ớt, ớt xanh, ớt đỏ, củ hành trắng và chanh, gấc. Và cuối cùng là gia vị muối, tiêu, đường, hạt nêm. Du xuân ý à, đã hẹn cùng tình ý à. Và sau đây là cách làm của Thanh. Thanh sẽ đi làm món mì. Du xuân tớ chơi nhẹ nhẹ à, hạt sương cho em ướt mi à, để cho bao trời non xuân lộng biếc say. Thoáng nhau tư thân là đã trông gió, ai ngần ngờ ai cho mùa xuân chín trên đôi môi. Đầu tiên bắt nồi nước lên, cho vào đây một ít muối và củ hành vào nồi. Khi thấy nước sôi lăn tăn, cho trứng non vào luộc khoảng 5 phút rồi vớt ra. Rồi mình cho tiếp gan và lòng gà vào luộc cũng khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ bắt nồi nước luộc mì khoảng 5 phút rồi vớt ra. Để cho mì ráo, cho một muỗng canh dầu ăn vào mì, trộn đều lên, cho mì khỏi dính vào nhau. Bây giờ mình đi chuẩn bị nước sốt để xào mì. Cho vào đây 3 muỗng nước tương. Một muỗng cà phê đường cát, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo mình sẽ bắt một cái chảo lên, cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu nóng, cho tỏi vào khi cho thơm. Cho ớt chuông vào xào. Nêm vào đây nửa muỗng nước tương. Kế tiếp cho củ hành trắng vào xào sơ. Rồi cho mì vào xào tiếp. Nêm vào đây một muỗng nước tương trộn đều lên. Xào cho thấm rồi mình tắt lửa.
Và bây giờ Thanh sẽ cho nửa muỗng cà phê dầu ăn vào, bỏ tỏi băm, xào cho thơm. Kế tiếp là trứng non và lòng gà. Nêm vào đây một muỗng nước tương trộn đều lên. Xào cho trứng non và lòng gà thấm gia vị rồi cho lên dĩa mì. Kế tiếp mình sẽ đi chuẩn bị xôi. Cho gấc vào thao, dùng tay bóp cho gấc tơi ra. Rồi cho vào đây một muỗng canh rượu trắng. Một muỗng canh dầu ăn. Rượu trắng để tạo cho gấc giữ được màu đẹp, còn dầu ăn giúp làm cho hạt xôi bóng bẩy hơn. Kế tiếp, mình cho một muỗng cà phê muối vào, cho gấc đậm đà. Và cuối cùng mình sẽ cho nếp vào và trộn đều lên cho gấc thấm vô trong từng hạt nếp của mình. Ngoài hiên hoa cúc hoa làng gió đùa ngã nghiêng, niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười náo nức đường quay đỏ ngang đường. Sau đó mình sẽ bắt cái sửng lên hấp xôi. Quê nhà thắm đất trời giao xuân. Nồi xôi của mình cũng được 20 phút. Mình sẽ xới lên cho phần nếp được tơi ra. Và mình sẽ hấp thêm 10 phút nữa là được. Mùa xuân sang có ta bên mình. Mùa xuân sang chúc câu yên bình. Tân niên hạnh phúc bình an tiến. Xuân nhật vinh quang phú quý lai. Cuối cùng mình sẽ đi hấp gà. Gà thì mình rửa muối rồi và để ráo. Lá sả thì mình gấp lại. Một ít lá chanh và 4 củ hành tím. Tất cả nhét vào bụng con gà. Tiếp theo thì mình sẽ đi hấp con gà khoảng 30 phút là được. Bây giờ mình sẽ đi làm nước chấm. Cho một muỗng canh muối, một muỗng canh hạt nêm. Một muỗng canh đường. Nửa muỗng cà phê tiêu, ớt khoảng 2 trái. Sau đó mình sẽ giã nát ra. Mình sẽ vắt vào đây nửa trái chanh. Và cuối cùng sẽ sắc lá chanh cho vào chén muối ớt. Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười. Như xuân chờ đông. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị bày ra mâm. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không. Mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này khi nào.
Mâm cơm cổ truyền ngày Tết gồm có gà luộc, xôi gấc, mì xào, chả lụa, giò thủ, dưa món và bánh tét. Thanh xin mời các cô chú và anh chị cùng dùng mâm cơm ngày Tết với Thanh nha. Đầu tiên mình sẽ thử ăn mì xào trước. Mì thì mềm dai vừa phải, lòng gà trứng non thì ngon, trứng thì mềm non. Kế tiếp Thanh sẽ thử gà. Gà thì mềm vừa chín tới, chấm với nước chấm vị ngon đậm đà. Và bây giờ mình sẽ thử xôi. Với món xôi gấc màu rất đẹp, xôi gấc màu đỏ cam. Màu gấc đỏ tượng trưng cho sự may mắn vào những dịp khai trương hoặc là đầu năm mới đến với gia đình. Xôi gấc ăn kèm với chả lụa thì rất ngon và cũng hợp nữa. Và cuối cùng mình sẽ thử bánh tét với nhiều món. Bánh tét và nhiều món thì rất là vừa ăn, vị ngon đậm đà. Chuẩn bị cho mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên vào ngày Tết là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Mâm cỗ tươm tất cầu mong ấm no hạnh phúc đến với mọi nhà trong năm mới. Mâm cỗ được chuẩn bị tươm tất cỗ đầy mâm, món đầy màu sắc, trước là cúng ông bà tổ tiên, sau là con cháu hưởng lộc. Tuy nhiên, một mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam không thể nào thiếu được thịt kho tàu, canh khổ qua, bánh tét, củ cải, giò thủ và đặc biệt là không thể nào thiếu gà. Gà luộc cầu gì được nấy, phúc đức đủ đầy, chả lụa thì trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà. Một mùa xuân Tân Sửu lại về, chúc mọi người có một cái Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn đến với mọi người và mọi nhà. Xin cảm ơn các cô chú và anh chị. Nếu cảm thấy hay và ngon thì hãy like và share cho Thanh. Xin cảm ơn nhiều. Hẹn kinh yêu bếp nghiện vườn lần sau. Thanh xin chào các cô chú và anh chị. Chúc các cô chú và anh chị trong một mùa Tết thật vui tươi và bình an.